20 giờ tại CTM Palace, quận Cầu Giấy, Hà Nội, 131 Nguyễn Phong Sắc nha. Màn ban pick thì vẫn để 10 seconds remaining. cutter toàn số à, không được. 5 seconds remaining. Hu hu hu. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với trận đấu giữa team Liquid và Evil Genius bằng El Clasico của Dota. Và chúng ta đang có những cái lượt pick đầu tiên. Evil Genius quyết định là chạy cối với lượt pick Bad Rider, thì Liquid cũng vậy. Earthshaker. Những cái lượt ban đầu tiên thì cả hai bên gần như là rất thuộc bài của nhau rồi. Đó là Liquid ban đi Pucks and King, còn bên phía team Evil Genius đấy là IO của ông thể lực. Tôi chắc chắn là Evil Genius sau này khi gặp Liquid sẽ không bao giờ nhả IO ra, trừ khi meta có sự thay đổi. Bởi vì sao? Họ đã từng để một con IO trong tay của GS, gọi là gần như là hành nát luôn cái game đấu chung kết trong giải đấu Epicenter, game đấu đầu tiên. Một cái trận đấu mà Evil Genius quyết định thử nghiệm với việc là chơi khác những team còn lại, bỏ IO ra ngoài danh sách ban. Và như vậy là team Liquid không chần chừ gì pick ngay IO luôn cho GS. Và đó là một trận đấu mà Sumail rất là muốn quên. Evil Genius họ có cho mình Elder Titan ở lượt pick thứ hai và lại tiếp tục chầy cối rồi. Liệu chầy cối đi mồm có thối hay không? Chúng ta cùng chờ đợi. Khi đối đầu với Liquid, gần như tất cả các team có thể dự đoán luôn là IO của ông thể lực sẽ không bao giờ xuất hiện. Trừ trường hợp hy hữu là có một team đã nghiên cứu ra được cái counter của bộ đôi này của bên phía team Liquid. Chính xác hơn để counter một trong hai con này thì thả một con ra cũng được. Ở GS cầm những cái hero này nó rất là tốt, là điều thứ nhất. Cái thứ hai là cái chiến thuật xung quanh những hero này của Liquid nó gần như đạt đến độ gọi là lô hỏa thần thanh rồi, là tuyệt đỉnh kỹ năng rồi, rất khó để có thể chơi. Vậy nên là thôi, tốt nhất thì không cho mày dùng Natural Prophet dành cho team Liquid ở lượt pick thứ hai. Mic thì mình đã bật to hết cỡ có thể rồi, bây giờ thì không biết là còn bật kiểu gì cho nó to hơn được nữa không. Anh em đợi mình một tí, chỉnh mic mà. Team Liquid's turn to ban. EG's turn to ban. Alo. Ừ, đã to chưa nhỉ? Chắc là to rồi đấy. 5 À, vừa rồi là cái màn là tôi thử mic thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với cả game đấu. Team Liquid họ có cho mình lượt ban thứ ba và Pugna. Còn Evil Genius thì họ đã loại bỏ đi Storm Spirit. Turn to pick. Rồi hơi to quá thì lại cho nhỏ xuống, nói chung là hết lòng phục vụ thôi, biết chả biết làm nào. À, thì lại cho nhỏ xuống. Thế này vừa chứ nhỉ? 10 seconds remaining. À, quay trở lại với game đấu đi. Xong cái hồi và setup kỹ thuật tôi cũng toát hết cả mồ hôi rồi. Thì team Liquid họ đã có cho mình lượt ban đi Sven. Còn bên phía team Evil Genius họ lại ban đi chó sau khi ban đi Storm.
Và Mirana dành cho các thành viên của bên phía team Evil Genius đã có một chút khác biệt rồi. Mirana này có thể được chơi với Sumo ở vị trí mid lane. Và team Liquid bây giờ thì họ sẽ phải nghĩ ra xem một hero nào để có thể counter lại cái lap đang khá mạnh của bên phía team Evil Genius. Lúc này thì team Liquid họ hoàn toàn có thể tiếp tục lại chơi lại cái bài cũ con Vistage. Thực ra con hero này là một trong những cái hero mà tôi đánh giá là rất tốt dành cho team Liquid nếu họ muốn tiếp tục chơi cái bài đó. Thật ra thì tại vòng bảng thì các team mạnh thì họ thường xuyên là xoay quanh 1-2 cái chiến thuật cơ bản của họ để tránh cái việc là để lộ nhiều mảng miếng ra cho đối phương biết. Và lượt pick thứ ba của họ thì lại là một con support có thiên hướng giống Vistage, đấy là con Shadow Shaman, với khả năng đánh nhau tốt, với khả năng push tốt. Shadow Shaman thì với những kỹ năng khống chế của nó thì hỗ trợ cho con Nature Prophet và Nurse Shaker trong cái khoản đi gank rất là dễ dàng này. Cái thứ hai là con Shadow Shaman nó có thể push high ground với dàn đệ đông đảo của mình, dàn cọc rắn của mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu rằng bên phía team Evil Genius họ tiếp tục counter lại cái chiến thuật này của bên phía Liquid như thế nào. Trận này thì hoàn toàn Liquid có thể chơi con gấu tên của Matuoman và pick một mid hero khác để tạo lực. Team Liquid's turn to pick Winter Wyvern tiếp tục là sự lựa chọn để counter push tới từ Evil Geniuses. Nhưng liệu nó có thành công hay không? Chúng ta cũng chờ xem. Winter Wyvern luôn luôn là một cái sự lựa chọn của các team nếu biết rằng đối phương sẽ tấn công tổng lực trong giai đoạn mid game, bởi vì đây là một hero với những cái kỹ năng như là AOE, clear những cái unit nhỏ lẻ rất là nhanh, clear creep rất là nhanh, có một cái Winter Curse gần như là một cái công cụ hoàn hảo để có thể khiến cho đối phương không thể lên high ground được bằng những cái tác phong công, bằng những cái pha mà lên high ground theo kiểu thông thường, gần như là họ phải tìm được vị trí Winter Wyvern shut down hero này rồi mới có thể lên được high ground. Trận này không có chó thì chúng ta chơi gấu vậy. Liquid thì nó vẫn là thế thôi. Mới lạ hơn thì có thể chơi một con khác. Thường thì Matuoman sẽ chơi những hero kiểu động vật. Nên trận trước thì chơi nhện. Đấy. Đó, anh này mà đánh carry kiểu hình người như kiểu là mấy con kiểu Jack với cả Armor thì nó không được hay cho lắm. Cứ phải là kiểu Lonrui này, Lycan này, rồi là Brute Mother, rồi là Ursa các thứ thì nó mới thể hiện được hết sức mạnh của Matuoman, thanh niên yêu động vật. Faceless Void dành cho Matuoman ở vị trí carry. Úp lông, con này thì nó là một con mà cũng không phải hình người cho lắm khi không có mặt mũi gì cả. Để xem anh ta chơi như thế nào. Thật ra thì team Liquid họ đã sử dụng cái bài Faceless Void Invoker rất là nhiều lần. Và có vẻ như đang gạ kèo Evil Genius là mày ban Invoker đi, không tao lại chơi Faceless Void Invoker đấy, thế là ban luôn. Có khi thì lại là một cái bẫy thôi, team Liquid khi thực ra họ chẳng muốn chơi Invoker đâu, nhưng mà họ cứ pick tạm con Void đánh setup với Earthshaker, Shadow Shaman cũng được. Đối phương đi nhìn thì thế là thôi. Đấy rồi, mày lại Invoker đúng không? Tao ban ngay. Tao ban luôn. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Liquid. Người ta gọi cái tình huống này, người ta gọi là ban như điện tới bên phía Evil Genius, kiểu mindset rồi. Team Liquid họ có cho mình lượt ban là Dead Prophet. Tất nhiên là cũng thì nhà Dead Prophet và Winter Wyvern ra được. Silencer của team Liquid. Wow. Earthshaker đi mid à? Aha. Lừa. Lừa đối phương rồi. Silencer đi mid. Không, Silencer đi mid không hay đâu. Earthshaker đi mid mới là đẹp kèo luôn. La vào một chầy nấu giả cầy. 5 seconds remaining. Thật ra team Liquid họ đang có một cái pick khiến cho đối phương rất là confused. Đối phương rất là bối rối. Thực sự thì nhìn vào lap của Liquid tôi cũng không biết là họ sẽ chơi cái kiểu gì đây. Ai sẽ là người đi mid, ai sẽ là người đi safe lane, mind control.
chơi Natural Prophet và lần lựa chọn cuối cùng Evil Genius. Mày không chơi gấu thì tao chơi gấu vậy. Kuroki cầm Shadow Shaman. Vẫn đang chờ đợi tới thành viên của Team Liquid ông bao đang bàn với nhau. Mày thích chơi con gì? Ôi, dạo này tao chơi hát Silencer lắm, cho tao cầm Silencer đi. Đấy, ông nào cũng thế thôi. À, Matoman Phyllis Void. Thế là Silencer đi mid rồi, không thể nào. Hay Silencer support. Rất là khó đoán. Silencer của Miracle đi mid và GS vẫn là người chơi Earthshaker. Ok. À, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Bên phía Team Liquid họ đang sở hữu một cái combo đấy là Phyllis Void và Silencer. Khi mà Matoman úp lồng cái ngay lập tức là ông Silencer bật Global Silence lên, thế là chả ai cứu được những cái mục tiêu trong lồng cả. Mặc dù được Aero Titan, một trong những con Aero mà thường xuyên được sử dụng để counter Phyllis Void. À, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngay lập tức thôi. Cắm quát tới từ dài trong khu vực rừng đối phương. Evil Genius hiện tại họ đang có cho mình một cái lineup mà tôi nghĩ là cũng tương đối là tốt, với một con gấu, một con Mirana và con Bad Rider ở vị trí co. Họ có bộ đôi support có thể đánh combat to cực kỳ hiệu quả, đây chính là Winter Wyvern và con Elder Titan. Bên phía Team Liquid như đã nói thì họ sở hữu một cái combo gần như là sẽ sử dụng xuyên suốt trong trận đấu, đây là Phyllis Void úp lồng và Silencer mở Global Silence. Mấy ông còn lại thì cứ phân phối skill cho nó hợp lý là được. Ông Phu này thì cần chọn vị trí để đứng bắn tay, easy. Trong một trận này thì ATG quyết tâm là lấy đệ của mình để chơi lại đệ Phu 23 tiền đầu tiên. Đệ Phu mà so với cả con gấu con thì không có cửa rồi. Trận trước thì may ra tao chơi Venom, đệ tao thua đệ mày. Chứ trận này thì tao ăn hết đệ của mày luôn này. Sử dụng đệ để can gấu con ra với mục đích là để ăn cái bounty rune. Thằng hy sinh thân xác của hai thằng đệ để lấy được cho mình một chút tiền bạc. Tác phong của sếp đây rồi. The battle begins. À, Universe thì đã cũng có cho mình được một cái bounty rune. Miracle, Mind Control, mỗi người có cho mình một cái bounty rune. Không có rune dành cho anh Phyllis Void. Trận này thì Void sẽ đánh như một carry gọi là chim mồi làm tường. Trong bóng đá thì người ta gọi đây là tiền đạo làm tường. Không trực tiếp ghi bàn mặc dù chơi ở vị trí cao nhất trung phong, nhưng mà sẽ làm một cái người mà kiến tạo cho đồng đội là chính. You have no right. À, trên top thì vẫn là cái màn mà giao hảo giữa bộ đôi gấu và thần rừng. Tất nhiên thì theo lý thuyết thì gấu thì chắc chắn là thua thần rừng thôi, nhưng chưa biết thế nào được. Nhưng mà gấu con khá là to. À, Silencer Miracle thì cộng ngay cho mình một điểm vào chiêu 2 để có thể last hit Glaive of Wisdom. Ném quả này, cái này trông rất giống cái boomerang đúng không? Hay là phi tiêu gì đó. Dưới này thì GS lại giao hảo với Zai. Còn hai thánh cầm chầy thì chầy nào to hơn thì chiến thắng thôi. Nhìn chầy Aero Titan có vẻ hơi lực. Chưa kể anh ta có linh hồn cổ đại hỗ trợ nữa, cứ lao theo và đấm thôi. Cộng 51 đam luôn, đứng lại chơi nhau xem nào. Ăn bình màu to thì bị phá ngay lập tức. Ngay lập tức là dí ngay một cái last word vào đầu của Crit. Bắn khá đau. Lùi lại thôi. Mirana anh ta đã có được thêm 300 tiền. Item anh ta hướng đến chắc hẳn là cái Ring Aquila, tăng cái lượng stat như là sát thương lên như những cái vị tướng AG. Thêm cả cái aura hồi mana nữa, rất là tuyệt vời. Một món đồ mà những hero kiểu như Mirana gọi là cực kỳ ưa thích, nên là bắt buộc phải lên. ATG thì chắc là lẩu hết hai đệ cây thôi. Natural Prophet lại thí đệ để last hit deny rồi.
GS thì liên tục là bị đuổi vào bởi bộ đôi support của bên phía team Evil Genius. Thằng bò này có vẻ hơi khổ quá, gặp đúng hai thằng chăn bò thì phải. Cao bùi mỹ luôn. Dài anh ta vẫn có được bao T-Rune, không sao là Shaman này lao lên cố gắng để phá nhưng mà không thành công. Palace Void vừa có một tình huống tham quắc để có thể ăn creep. Một điểm tham quắc, một điểm dilation và một điểm bash. Bật lửa lên, tới đi Universe định cố gắng thiêu đốt Palace Void nhưng mà thôi mà tinh tế trong cái việc sử dụng time dilation. Nhưng mà cứ dí đầu vào lửa đây thật. Tham quắc ra đi thì sao đi, tự nhiên mất một đống máu lại phải cắn cái magic stick lên. Ngang ngẩn chói dài lại, sẽ cố gắng để có thể design thiết kế ở đây thôi. Còn chắc chắn là chết rồi. Một mạng dành cho GS, pha thiết kế mạng rất là dễ dàng. Thì hiện khả năng design đến các thành viên bên phía team Liquid. Và đã có 8 người được nhận một cái prize khi mà xem trực tiếp, trong đó không có tôi cài. Miracle thì anh ta hiện tại đang có được cái lượng last hit là 16 và deny 4. So với 14 và 6 của Mirana thì nó cũng không phải là một con số chênh lệch quá lớn. Mua cho mình 2 nun, tăng cái lượng sát thương lên tương đối. Maduoman dưới này lại tiếp tục có một tình huống được đồng đội design. Vâng, và chắc là dài chết. Dài dậm Echo Storm 3 người luôn. Còn Tham Quắc lướt lên một đấm có Overnorm mà. Chết không? À chưa có Overnorm. Cày GS đuổi theo. Một chày nấu ra cây được không? Hết hiệu ứng không được rồi. GS vẫn có cho mình được một mạng. Bật lửa lên và dí là Kuroki. Kuroki TP ngay lập tức và crit cũng không có ai cả. Bộ đôi close up bằng lửa, Bad Rider và Winter Wyvern không thể lấy mạng của đối phương trong pha vừa rồi. Và Mind Control thì anh ta đang cố gắng để có thể trói con đệ lại trong, con đệ gấu lại trong cái tầm của trụ bắn nhưng mà không được. Và có Echo Storm ở khu vực mid lane. Sumail anh ta có mạng của Miracle. Một cái pha mà giết Miracle rất đơn giản bởi vì Silencer thì suy cho cùng nó là một con hero không có một cái kỹ năng gì để phòng thủ, chứ chừng đừng nói đến kỹ năng để chạy trốn. Và anh ta thậm chí còn chưa có giày. Trần đất mắt toét làm sao mà chạy được của một thằng cưỡi hổ. Buồn lắm. Miracle anh ta vẫn đang cố gắng last hit. Chờ một con nhìn thấy rồi nhá. Còn cố lại thì sao đây? Universe lại chết rồi. GS lại một chày nấu giả cầy. Rời xa cái chày của Elder Titan một cái thôi thì GS anh ta giết thêm một người nữa luôn. Bộ đôi này lúc đầu thì rất là yêu nhau, cứ lao ra là đấu chày thôi. Miracle ở đây thì đang bị slow vào. Tiếp tục có chain stun nhưng ngay lập tức có Hex tới từ Kuki chói lại. Và chơi ngược Sumail luôn. Miracle anh ta sẽ có cho mình hai Neuron thần kinh. Nhưng Kuroki cũng phải nằm xuống với một tình huống băng trụ rất kinh hoàng tới từ bộ đôi của Evil Genius. Đó là Crit và Zai. GS đang chọn góc, anh ta muốn stun đôi. Đó là một pha stun đôi mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Crit thì không có đường về quê mẹ nhưng mà anh ta sẽ đứng đây và chờ thôi, bởi vì cũng không có áp lực được tạo ra bởi các thành viên của bên phía team Liquid. GS lao lên, anh ta quyết định sử dụng cho mình cái chảy nhưng không quay GS nữa mà lại quay ở trên top. Đó một pha tí nữa thì ăn được con gấu con của thành viên ATG, nhưng ATG đã tinh tế trong việc sử dụng Savage Roar để đuổi Nature Prophet lùi về. Mind Control thì anh ta có giày phây. Ông ấy đánh phu rất tuyển, đánh kiểu gì đánh cứ tầm phút 4, phút 5 có giày phây. Lúc đầu thì cứ mua một cái giày last hit deny cực kỳ ổn. Mặc dù phải đi với con gấu nhưng ta vẫn có 22 last hit. Buồn ngủ gặp nhà nghỉ, nhìn thấy ngay một cái rune regen. Ăn xong cái là ngay lập tức một chặt rồi bắt ATG rồi. Nhưng có Echo Storm. Phu nhận thấy điều này lùi lại ngay, không bắn thêm bất kỳ hit nào nữa. Khi lượng máu của anh ta còn quá thấp, dính cái Echo Storm thì nó đẩy gấu vào nó đấm thì thôi. Chết chắc. Sumail hiện tại thì anh ta đang có cho mình một cái giày ghẻ thôi. Đang vác thêm những cái món item ra. Cố gắng để có thể dồn đam người Miracle nhưng mà anh ta đã có một pha stun fail. Nhất tiễn thì nó lại không xuyên tâm. GS đi đâu này, vẫn bỏ lạc. Bỏ lạc quyết định sẽ thực hiện một pha stun. Vẫn đang gọi là chọn góc rất là cẩn cối. Thanh niên này đánh Earthshaker căn kè từng đường Fissure 1. Gần như là GS là một trong những người mà tôi chắc chắn học hình ở
độ tiểu học hay là trung học thì được các thầy cô khen rất là tốt trong cái khoản vẽ hình. Nó cầm thước kẻ lên rồi nhưng mà phải ngắm nghía một lúc sau đó thì mới kẻ. Không giống tôi thường xuyên là vẽ hình vuông không cần thước kẻ. Matoma thì anh ta quyết định là thực hiện những cái pha mà tham walk để hồi lại cái lượng máu sau khi bị dồn vào bởi đối phương. Một úp lông với Universe, ông Dương Đông kích tay lượm rau cắp thịt, đuổi vịt thì lại ăn gà. Một cái pha Matoma lấy mạng của Creed. Universe thì anh ta cũng chỉ biết đi về thôi, khi nhìn thấy TP thì Mind Control bắt làm sao được nữa. Làm sao để cứu người, có pha Sumail lao lên bắn tên Miracle Zone Dam bằng Starstorm. Và liệu có chết hay không, Miracle cắn cần lên giữ chân Sumail, chất dần tới chết. Gang rape ở mid và cô gái cưỡi hổ của chúng ta đã bỏ mạng lại. Một tình huống của Miracle, anh ta bết đối phương bằng một lá Fairy Fire. Đôi lúc các bạn mất niềm tin vào cuộc sống, hãy tìm đến với lá cần Fairy Fire. Một pha cắn cần lên thôi, Miracle anh ta cùng với những người đồng đội đã có thêm cho mình được hai neuron thần kinh, phương thuốc dành cho não bộ. Có lasso đầu Matoman, dồn đàm vào tới Sumail và đó là một tình huống tiểu cung phi tinh để Mirana lấy mạng đối phương khá đơn giản. Bây giờ là lúc mà Liquid họ sẽ phải cover nhiều hơn cho con Felix Void, khi biết rằng là nó đi lên cũng không phải là tương đối an toàn đâu. Radiant's top tower is under attack. À, quay trở lại trận đấu thì hiện tại bên phía team Liquid họ đang thua thiệt đối phương một chút về lượng tiền. Network thì bên phía team Evil Genius họ đang dẫn khoảng hơn 1k, chứ các bạn dưới 1k, khoảng 1k thôi, không phải là quá nhiều nhưng mà nó cũng làm cái tiền đề để giúp cho họ đánh ở giai đoạn mid game dễ hơn. Cái lab này của bên phía team Liquid là lab họ phải snowball được, họ không có bất kỳ một con carry nào có cái khả năng mà bứt tốc farm. Hai cò theo lý thuyết đánh ở vị trí farm chủ lực của họ là Miracle và Matoman thì đều cầm những hero mà không có thể tăng tốc độ farm, sử dụng Global Silence đuổi ba người đối phương về. Tôi hình dung ra cái cảnh của Trương Phi chấn cầu trường bản, nó một hét thôi đối phương sợ chạy vỡ mật và Creed đã chết sau tình huống backup tới từ những người đồng đội của Miracle. Và easy 2 neuron thần kinh cho Silencer, thậm chí nó còn tiện đường công tác tắm giếng luôn, thế là thân thể chay sạch quay trở lại mid lane. Sau pha tẩy trần thì Miracle anh ta sẽ hướng đến cho mình ngay tầm tiếp theo, đó sẽ làm cái hand ở Maidan. Rồi và Zai ở đây thì đang bị trói lại một cái pha stun từ GS khá tốt, những bộ đôi của Liquid đang đuổi vào. Ai sẽ là người ở lại? Và Universe chọn Kuroki, tiếp tục là chầy tới từ Zai. Vâng, Zai là một trong những thanh niên sử dụng chầy của mình rất tốt. Trận trước thì cũng dùng chầy ăn mạng lên họ, trận này lại tiếp tục là gõ chầy vào đầu đối phương. ATG vẫn đang tiếp tục có những tình huống mà rotate sau khi mà anh ta nhận thấy khoảng trống ở trên top của mình đã khai thác đủ, di chuyển xuống dưới để gây áp lực hơn. Miracle anh ta đã mua được cho mình một cái găng tay. ATG sử dụng luôn Savage Roar, một tiếng gầm lên và đuổi được Matoman lùi lại. GS đang bị làm chậm bởi hàn băng chân khí tới từ Creed. GS cố gắng để phi sửa nhưng anh ta sẽ chết rồi. Tôi không nghĩ là anh ta sống được nào. Đừng bảo sống được như sai lắm đấy. GS cắn cho mình Magic Stick lên. Echo Storm ra của Zai. Lần này thì là dùng chân chứ không dùng chày. Và Zai có cho mình một mạng 260 tiền. Quay trở lại câu chuyện về Echo Storm cực kỳ kinh thiên động địa, các bạn cũng hãy đến Pop Storm của chúng tôi, cũng kinh thiên động địa không kém. Vào hồi 20 giờ ngày 12 tháng 8 tại 131 Nguyễn Phong Sắc, CTM Palace. Xin chào mừng các bạn đến với ngày thi đấu cuối cùng của TI. Creed ở đây thì đã bị chặt stun, Echo Slam và tung ra bởi GS và Mind Control. Anh ta đang cố gắng bắn nhưng Creed có câu Embrace, sử dụng Winter Curse von Creed. Nhưng liệu đi về được hay không đây, Nature Prophet của TP mà. Thôi xong rồi, một bắn trói lại và mạng dành cho GS.
một thanh niên nữa sử dụng chảy cũng rất hay trên GS. Quay trở lại khu vực Midland, Miracle đã có cho mình mạng của Universe nhưng đang bị gấu YTG đuổi. Miracle anh ta bị đứng giữa vòng vây của tôi xong. Dài lại có mạng, đùa. Trận đấu của những cái chảy liên tục là những cái chảy của Zai của GS đang tiếp tục là gây nên những nỗi ác mộng cho cả Liquid lẫn Evil Genius luôn. Chín đều. Tôi đang cảm thấy có một cái mùi gì đó cho các viewer đang theo dõi trận đấu này và có đặt niềm tin cũng như là hy vọng của mình ở một trong hai đội trên những cái trang dự đoán kết quả trực tuyến với cái hạng mục đấy là 10 điểm hạng mục đầu tiên. Hiện tại thì Evil Genius họ đang có 9 mạng, còn bên phía team Liquid thì cũng có con số này. Nên nhớ bây giờ thì Void không có lồng và Liquid thì đang là cái đội yếm thế hơn. Đối phương thì lại sở hữu Lasso. Đó. Great hiện tại thì đang có cho mình được 170 tiền, hơn 170 tiền, và anh ta sẽ hướng đến sâu ring, mới có một quả xoài, một cái đôi lót phê thôi. Great hiện tại thì anh ta sẽ cố gắng di chuyển cùng những người đồng đội để tận dụng tốt nhất cái Winter Curse sau khi đã cooldown xong. Rồi, Mind Control ở đây thì có lẽ sẽ nằm xuống thôi. Mind Control anh ta sẽ chết. Và xin chúc mừng những bạn đã đặt niềm tin và hy vọng của mình vào Evil Genius. Hôm nay thì các bạn sẽ được ngủ khách sạn 5 sao rồi. Còn các bạn bên phía team Liquid thì cũng đừng buồn, các bạn sẽ được ngủ tại khách sạn ngàn sao với một cái bờ đê mát mẻ. Và Bad Rider thì đang hoàn thành xong cho mình Blink Dagger. Vừa nói dứt câu thì Sumail có Dominating, một pha giết người ở mid lane khá là bài bản với Echo Storm và dồn đam vào. Matoman bớ được cái rune hết và chạy luôn. Nhận thấy đối phương khá đông ở khu vực này, Matoman sẽ lên thẳng cho mình một cái Lincoln để chống Lasso của Bad Rider. Và tôi nghĩ thì bây giờ là cái thời điểm Matoman nên trốn đi pha. Mind Control ở trong trận đấu này thì đang có lượng network là 5100, vẫn là style lên 2 que hoàn thành Orchid. Một trận đấu mà Silencer cùng với Natural Perfect thì nghèo hơn khá nhiều so với những core của đối phương. Dài một con support ở điểm phút thứ 15 đã có chống và item anh đang hướng đến là Heaven Harbor. GS cũng đi lên như thế này luôn. Universe bị úp lại và tôi nghĩ là đủ sát thương thôi. Có Hex, có chặt stun TP tới từ Mind Control. Và công việc của anh ta quá đơn giản với một hit bắn. Mạng dành cho offlaner người Ba Lan hay là người Hungary gì đó tôi cũng không nhớ lắm. Tóm lại là một cái nước đến từ khu Đông Âu. Có một pha bắt người trong giếng của đối phương tới từ bên phía team Evil Genius. Global Silence tung ra Echo Slam, Sumail bị trói và mạng thuộc về Mind Control. GS đuổi vào người của Crit. Crit anh ta đang cố gắng bỏ chạy nhưng liệu anh ta có thể chạy thành công hay không? Dậm chảy là tuyệt vời tới từ GS và GS đang căn để có thể lấy cho mình cái mạng này. Tôi chắc chắn điều đấy sẽ xảy ra. Tôi chơi Earthshaker nhiều mà. Mind Control anh ta bình tĩnh đứng lại luôn. Và bây giờ anh ta đang bị Lasso. Có một cái pha sử dụng Orchid vào đầu của Universe và Kuroki bị thiêu cháy. Double kill dài như Universe và Universe hình như anh ta chưa muốn dừng lại. Một cái pha bên phía team Liquid họ hơi chảy cối, buồn ngủ để gặp nhà nghỉ một cái rune regen giúp cho Bad Rider hồi phục. Và Felix Void anh ta cũng đang phải di chuyển về sau khi mà cái lượng creep ở khu top lane nó bắt đầu dâng đến đoạn mà tương đối nguy hiểm. Búa set dành cho ATG và ở level 10 ATG cộng cho mình 175 attack range. Như vậy là con gấu này sẽ đánh theo cái đường là gấu bố bắn tay, gấu con làm tường. Sẽ làm một con tanker cho gấu bố bắn chứ không phải là cái đường đánh tập trung tài nguyên cho con gấu con. ATG thì sẽ không hy sinh đời bố củng cố đời con như những gì mà các player khác hay làm. Chúng ta quyết định là bố mày phải khỏe trước đã. Landrui thì anh ta sẽ lên cả Dragonlance.
ATG này mà chơi gấu theo cái đường gấu bố thì nó cũng không cần phải micro nhiều, tức là chỉ cần farm khỏe lên, mic gọi là mic con gấu này vừa phải thôi. Bắn tay chọn vị trí là chính, sau đó là sử dụng Savage Roar hợp lý là ok. Đây, có một cái pha mà bật cả Fortify lên để làm chậm cái tốc độ đẩy vào tới thành viên của Evil Genius, nhưng mà có linh hồn của đại tung ra ngăn cản Liquid có thể lao ra để cản phá được cái pha push này tới bên phía team Evil Genius. Blink Dagger hoàn thành trên người của Shaker. Mind Control vẫn đang đi lang thang ở trên map để có thể lấy thêm cho mình những con creep. Item tiếp theo anh ta hướng đến tất nhiên là một cái Shadow Blade. Maturaman vẫn chưa có được thêm bất kỳ một mảnh nào của Lincoln. Thật ra anh ta đã có thể mua sớm, anh ta quyết định tích tiền để lên cái cục 2k mode. Nó tuyệt vời, nó sẽ làm cái lựa chọn tốt hơn. Với những bạn mà vừa mới vào xem kênh thì xin giới thiệu lại một lần nữa, đây là game đấu thứ hai trong cái kèo bo 2 giữa team Evil Genius và team Liquid ở vòng bảng của International 2017. Game đấu đầu tiên thì Liquid đã có cho mình được một chiến thắng cũng tương đối đơn giản, không quá phức tạp. Với những và có một cái mẹo cho các bạn nào mà ít xem để biết tỷ số của trận đấu thì nó chính là hai cái chấm vàng ở trên cạnh cái đồng hồ. Bên nào mà có chấm vàng thì bên đấy đã thắng một game. Số chấm vàng tương ứng với số game thắng trong cái kèo đó. Và Smoke tới thành viên bên phía team Liquid. GS anh ta sẽ là người đi đầu. Tất nhiên Echo Slam thì là một cái vũ khí để cho họ initiate cực kỳ hợp lý. Lồng voi thì cũng vậy, thế nên hai ông này đứng đầu. Sau khi có một cái lồng voi hoặc là một cái Echo Slam được tung ra thì Global Silence của Miracle sẽ phải được bấm ngay lập tức, không cho đối phương lao vào. Và tôi quyết định là không ăn được thằng bố thì tôi sơi tạm thằng con. Và nó hành động và là ngược đãi động vật một cách đáng báo động tới các thành viên bên phía team Liquid. Và họ có được cho mình một con gấu City mất luôn. Động vật trong sách đó mà các ông này đối xử này không ổn rồi. Smoke tới từ bên phía team Evil Genius hay không? Không có Smoke, họ chỉ sử dụng chay một cái Moonlight Shadow và Liquid họ lùi về hết. Cắm rắn Kuroki lại cấu thêm được máu trụ nào thì hay phát đấy thôi. Thậm chí là ăn được trụ luôn khi mà cái tốc độ phá rắn của bên phía team Evil Genius là không kịp. Time is money. Mirana anh ta sẽ lên Manta, như vậy là một con Mirana đánh theo đường là sát thương vật lý. Sẽ là một cung thủ chứ không phải là một hero burst đam phép nữa. Ông này TP ra đây thật đấy, bình tĩnh nào. Sumail làm ngay một tên rồi nó chắc cú. Sumail đã hoàn thành xong cho mình Manta rồi. Xong Manta thì có lẽ sẽ là một món đồ như kiểu búa sét chẳng hạn, tăng tốc độ farm lên, tăng khả năng gây sát thương theo thời gian với attack speed rất là cao, animation tốt của con hổ. Sau đó thì anh ta có thể lựa chọn các item như kiểu là Bifu hay là Dragon Lance. Nói chung là cũng tùy người chơi và tùy thế trận. Nhưng đối đầu với con Nature Prophet lên bố set là best rồi, la vào bắt được Batman. Go Echo Slam tới từ GS và chặt stun 3 người. Lồng voi follow vào và Zai sẽ chết, Universe cũng sẽ bốc hơi. Sử dụng Winter Curse, Mind Control đang bị bắn và anh ta nằm xuống nhưng Creed cũng bỏ mạng lại. Miracle không tài nào đứng lại để có thể đơn đả độc đầu với ATG được ở trong cái thời điểm này. Và Batman cũng cần phải lùi về thôi. Một tình huống mà GS chơi quá hay. Sumail có cho mình double kill sau khi lấy nốt mạng Kuroki. Mặc dù Liquid họ mất 3 người nhưng đó vẫn là một thành công khi rõ ràng Evil Genius họ rất chủ động. Họ rất chủ động lao vào. Nhưng Echo Slam follow up bằng một pha Global Silence tới từ Miracle khiến cho cái ý đồ mà giết người của bên phía team Evil Genius phá sản. Với việc họ chỉ khiến cho đối phương mất 3 người, sau khi họ cũng mất 3 người thì họ không thể push được. Đó là một thành công của bên phía team Liquid. Thực sự thì nếu không có một cái pha Echo Slam như vậy thì rất có thể Liquid sẽ mất chay một người trong pha vừa rồi.
Và đó là tiền đề để cho bên phía Team Evil Genius họ push vào với Gou với Mirana. Tôi nghĩ là sẽ ít nhất họ sẽ ăn được cái trụ hai. Mind Control đang bị bắn ở đây, bắn khá đau tới từ RTG. Sumail quyết định là phóng tiễn vào vị trí đó nhưng cũng không trúng ai, chất stun tới từ GS. Sumail anh ta leap về, Echo Storm được hai người, trong đó có Miracle và Batuhaman. Universe đang di chuyển lên, mở Dust ra rồi. Và Mind Control đang phải bỏ chạy, dính rất nhiều sát thương, bắn xa quá tới từ con Gou. Và có vẻ như Kuroki cũng sẽ chết. GS anh ta stun được nhiều người nhưng không thể ngăn cản cái chết đến với bộ đôi Kuroki và Mind Control. Một tình huống mà Evil Genius họ chơi hay. Và chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng bên phía Team Liquid họ có thể làm gì để thay đổi lại cái thế trận này hay không. Khi mà Evil Genius họ đang có quá nhiều lợi thế. Thứ nhất, carry của họ là con Gou, đã hoàn thành được cho mình một cái Hurricane Pie và một cái Maelstrom. Thực sự thì đây là những cái item mà giúp cho con Gou trở nên rất là mạnh. 50 dam ở level 15, 175 attack range kết hợp cùng với Hurricane Pie, chúng ta thấy tầm bắn con Gou này nó như thế nào, cực kỳ xa luôn. Thậm chí là đứng từ đồi bên nọ bắn sang đồi bên kia luôn. Chính xác hơn thì là đứng từ bờ sông bên nọ bắn sang bờ sông bên kia luôn. Chẳng khác gì một con sniper, còn mạnh hơn con sniper khi có thêm một con đệm Gou để làm tường. Sử dụng Savage Roar nữa. Hurricane Pie dành cho Silencer. Silencer anh ta sẽ hướng đến thêm cho mình một cái item nữa, đó là một cái Lincoln. Nó cũng đánh cái Bad Rider của Universe thì Lincoln là một sự lựa chọn an toàn. Sumail anh ta cũng đã có bố set và cầm dùng kiên Aegis. Rắn của Kuroki thì khá là nghèo nhưng anh ta vẫn quyết định là để giữ bàn vị xanh. Nên là có chết thì tao cũng phải lên cái item này, tao sẽ không lên bất kỳ một cái item nào khác. Thực sự thì đây là một cái lựa chọn mà tôi nghĩ là khá hợp lý của Kuroki. Bởi vì sao? Bởi vì suy cho cùng thì trận này con rắn cũng chả cần cái gì cả ngoài cái vị xanh để đi push. Lab này của bên Liquid họ pick con rắn vốn chỉ là để push thôi. Có thêm chút disable thì nó cũng làm cái lợi thế. Nhưng mà trong một lab này của bên phía Team Evil Genius thì tôi không nghĩ họ vì hy vọng nhiều. GS vẫn chơi rất đầy với những tình huống chặt stun của mình. Nhưng liệu anh ta có nằm xuống mang cái chỗ TP ra nhưng dính Echo Storm, mở cho mình một cái lồng cùng với Echo Slam được tung ra và họ sẽ có mạng của Sumail. Nhưng đó là một cái khiên Aegis dài anh ta đang bị bắn vào. Nhưng có một tình huống Universe sử dụng Lasso double kill cho RTG, suýt chút nữa thì là triple kill. Sumail anh ta đang rượt theo Matuaman và Miracle đang bị đứng trong vòng vây của đối phương. Hai người dính Echo Storm, Splitter và double kill dành cho Zai. Một pha thi đấu có thể nói là hoàn hảo tới The Evil Genius và họ đã có cho mình một pha team wipe. Bây giờ những cái trụ sẽ là mục tiêu của Evil Genius thôi khi mà các thành viên của Liquid đã đều ở trên bảng. Liquid đã mắc phải sai lầm của Evil Genius trong cái trận đấu đầu tiên, đấy là họ pick một lap quá tham để đánh combo, quá tham để thực hiện những pha giao tranh tổng lực với những kỹ năng tối thượng của mình, và họ bắt buộc là phải chịu lap về khi đối phương có được những cái hero có thể focus lẻ, rồi những hero có thể gây khó chịu như Bad Rider hay đó là một con Elder Titan. Thực sự thì con Elder Titan là một trong những con hero mà phá combat to rất là tốt. Xin nhắc lại một lần nữa thì đây là một trận đấu bo 2 và và nếu như trận đấu này Evil Genius họ giành chiến thắng thì hai đội sẽ có một trận hòa. Flash Void đang hướng đến cái Defuse sau khi có Lincoln. Tôi nghĩ là đây là một cái item hợp lý, có Defuse để có thể ghè đối phương lại và dồn đam nhanh hơn. Sumail hoàn thành cho mình cái búa set 2. Thực sự mà nói thì bây giờ cái tốc độ ra chiều của Sumail rất là kinh hoàng rồi. Manta búa set 2. Bây giờ anh ta cần cho mình sát thương.
Mind Control có chùm Shadow Blade ở vòng ra đằng sau. Hình như ta biết rằng Creed có Sentry ở đây nhưng vẫn đi vào. Thôi được rồi, quyết định là sẽ bắn nhưng mà Creed bay được qua cây cơ. Sử dụng cho mình cả Moonlight Shadow để cứu thì xong rồi. Cầu bố nó đến và bố nó đến thì sao? ATG có cho mình Mega Kill. Bắn thế này thì làm sao? GS anh ta cũng bị là sổ, anh ta bị lốc lên. Thôi xong, chạy đi đâu đây con bò lạc? Có Fox Staff, anh ta stun. Mirana đã áp sát được và ATG đứng bắn như một khẩu thần công. Chính xác hơn thì đứng bắn như một khẩu súng máy. Universe mới là người có mạng. Sau một tình huống mà ném cả bom xăng đốt lửa các kiểu các thứ, Mirana lấy cho mình 50 sát thương ở level 20 và câu chuyện về thiếu sát thương Mirana đã được giải quyết. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Rồi, ăn try thôi. Không có lý do gì để dừng lại cả. Nhưng Evil Genius trận này thì cái cửa thắng của họ đang lên khoảng độ 70-75% rồi. Con gấu nó khỏe như thế này thì thở làm sao. 16.000 network so với 10.000 của người cao nhất đối phương là con phù Silencer thì khỏi nói. 10.000 này thì mặc dù là có 10.000 network thật nhưng mà trông anh ta mỏng manh quá. 1.900 máu thôi nhưng mà bị focus chết chặt. Không biết chạy đâu. Phu thì khỏi nói rồi, muốn gì đây không phải một hero có sức chống chịu cao. Và phải ban tặng cho nó nguyên cả một cái TP để cho nó di chuyển lẻ, sau đó vòng sau để các lốt tay vét các thứ chứ. Radiant are scanning. À, di chuyển lên là push tới các thành viên của bên phía team Evil Genius. Hiện tại thì có một tình huống smoke, họ muốn bắt lẻ trước sau đó họ mới push. Tôi nghĩ là không cần đến cái điều này. Đối phương thì mặc dù combo rất là mạnh nhưng họ có thể đẩy gấu con lên. Cá gì ở một chút lại lùi về. Các thành viên còn lại thì make up cho gấu. Nó cũng làm cái phương án thường được các team sử dụng. Thật ra đối đầu với Global Silence thì họ cũng hơi rén bởi vì là mặc dù họ có những cái skill backup trong lồng như kiểu là Winter Curse hay là Cold Embrace hay là giọng ngủ của Elder Titan, nhưng mà dính một cái Global Silence vớ vẩn lại toác. Thế là thôi, họ cũng lùi về cho nó an toàn. Liquid thì họ quyết định sử dụng smoke. Có một cái rune Envy ở đây, ai thèm không? Vòi rất thèm, vòi lấy luôn. Một đâm xuống khu vực top lên, làm thịt Winter Wyvern à? Ô, lại nhìn thấy Bad Rider ở đây, lông nào? Ôi rồi ôi, stun trượt rồi. Blink rất nhanh tay tới từ Mr. Vũ trụ. Còn thôi xong. Một pha smoke phá sản hoàn toàn, thậm chí là Miracle ở lại đây chết ạ. Cái anh ơi, TP kiểu gì đây? Ăn Winter Curse vào mồm. Đùa còn chạy cố lên mua đồ ạ. À. Dùng gà mua thì sao? Bây giờ thì chết rồi còn gì nữa. Xin chào huyền diệu của chúng ta. Sumail có cho mình Killing Spree. Ở lại để cố gắng mua thêm cho mình được một cái Ultimate Orb mà mua xong không được dùng, biết lại còn không có buyback. Hay anh ơi. Radiant's bottom shrine is under attack. Universe anh ta có cho mình gem, control map rất là mạnh rồi sẽ lên giày bay. Bad Rider này vốn dĩ là một con hero mà đi control map rồi đi tóm người. Việc anh ta lên những item như là Lock, Fox Staff, Blink Dagger, một cái giày bay sẽ hỗ trợ tối đa cho cái công tác của anh. Creed bây giờ còn dâng đến tận đây luôn. Giáp support có cho mình một cái Glimmer Cape rất là tự tin. Thôi xong mà trông rất giống GS để bị tóm rồi. Nào liệu có sách bò về chuồng hay không? Như là không phát hiện ra. Có ward mà chắc chắn biết ông kia đi lên nhé. TP về ngay tới đi GS. Evil Genius có một cái ward cắm ở giữa khu vực top lane luôn. Đừng bảo với tôi không biết là GS đi lên.
có cho mình được một cái diffuser. Mong rằng là Matuama anh ta sẽ có thể gây được nhiều hiệu ứng hơn ở trong combat ngoài một cái lồng. Ta vốn dĩ tôi không ủng hộ việc con Felix Void đánh carry trong mọi game đấu. Con hero mà chúng ta chỉ cần mỗi cái lồng của nó thôi, chả cần hơn cái gì cả. Đi off lane rất là khó chết. Zondam chết được con gấu con, nhưng con gấu con chỉ là chim mồi. Kéo được thanh niên Miracle xuống. Matuaman anh ta đang đứng giữa vòng vây, úp được một cái lồng khá tốt vào Crit cũng như là Sumail. Zondam và ai bây giờ đây? Cố gắng Zondam vào Crit. Crit anh ta thậm chí không chết được câu Embrace. Kuroki bỏ mạng lại. Dominating dành cho Zai. Mind Control đang bị bắn theo những cái nhát tiễn rất là đau đớn tới thì Mirana liên tục găm vào bàn tọa của Mind Control. Nhưng Mind Control may quá chạy được. Sẽ cố gắng để thẻ ăn Roshan tới những thành viên của bên phía team Evil Genius thôi. Rồi, bây giờ là lúc mà Evil Genius họ sẽ push. Chắc chắn hết kiên bài thì như Sumail. Rồi, lao lên. Làm gì đây? Ăn hết đệ phù. Được. Ngăn không cho nó đi rát. Rồi, nói chung là ra quân này là... À không, ngày đầu ra quân thì... Hai đội lớn gấp nhau như này thì thôi thì... Mỗi đội làm trận nên là hợp lý. Dĩ Hòa Vi Quý giao hảo. Bóng bảng mà. Vào bò ba thì nó mới căng. Gần game 1 thì Liquid easy rồi, game 2 phải để cho Eger easy chứ. Big hơn lại còn đánh hát nữa thì mệt lắm. Tôi vừa nhìn thấy một cái BKB trên người của ông nào đấy. Rồi, gấu lên cả BKB và sẽ lên Butterfly. À, và di chuyển lên tới từ Evil Genius. Chính xác hơn thì là tới từ anh gấu. Đứng ở ngoài kiểu pháo cầu bắn nhà này thôi. Có chịu quá. Pháo này đích thị là pháo của Summerian rồi, bắn rất chuẩn. À, đẩy gấu con lên, thí gấu con ăn trụ, ăn không ăn được luôn. Nào, bắn nốt đi sao, đây ơi. Vẫn chưa ăn được, úp lồng Sumail mở Global Silence lên, dồn đam Sumail. Sumail có cheese nhưng anh ta không thể cắn được. For My con Roshan cười, không được sử dụng. Và Crit đang bị stun, Crit bị giữ chân rồi. Thôi xong, ăn cái dọ mõm vào mồm. Liệu chết hay không đấy, Echo Storm của Zai. Tiếp tục lao theo, tới Matuaman có sử dụng Defu và Crit sẽ chết. Hai Neuron Thần Kinh dành cho Mr. Huyền Diệu. Và bây giờ thì có lẽ Liquid sẽ thực hiện một pha push ngược. Đùa sắc kiểu gì nhở? Cái rách nó lại hồi máu rồi. Trên này tự nhiên lại thấy lại Crip đang gần nhà của bên phía EG quá. Sumail không có buyback. Liệu có thể là một cái màn gọi là comeback nhẹ nhẹ tới bên phía team Liquid không nhỉ? Echo Storm của Zai không được thực hiện. Một trụ hai và lùi về tới team chất lỏng. Ông Miracle vẫn đứng lại luôn. Thì anh đi về. Vâng, tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, chết bây giờ. Có một cái rune Arcane. Có lẽ là hai ông này nhường nhau à? Nhìn nhau không nói câu chi rồi. Kuroki thì chắc chắn là cũng không nhường rune Bounty lại đâu. Lấy luôn. Matoman có cho mình rune Arcane. Gấu là người cầm khiên Aegis. Rồi, gấu con được bắp búa set 2 lao lên. Nhìn người ông con này trông có vẻ là hơi buồn. Gia đình nhà ATG là gia đình mà không ủng hộ cái việc để lại tài sản cho con cái. Thế nên là con gấu con trông là như thế thôi. Đây con ông gấu bố đây, đúng là nhà tài phiệt đây rồi. Và lại tiếp tục cố gắng để phòng thủ. Echo Slam tung ra bởi GS. What the hell man? Kuroki đang phải bỏ chạy, ăn được Rush rồi. Đẩy gấu về, Echo Storm tung ra bởi dài. Đậu xanh rau muống, tại sao lại dùng Echo Slam? Uống à? Mới chỉ có Universal mà thôi mà hình như không trúng thì phải.
Thôi xong, mất Echo thì đẹp cái gì nữa, mất một lane rồi. À xin lỗi bạn, mất nửa lane rồi. Nhưng bây giờ lại cooldown xong lồng với Global Silence, thôi vẫn đánh được. Đối phương thì biết điều này và lùi về luôn. Một cái pha mà hình như là bị cancel blink. Có vẻ như Liquid cái tư duy của họ luôn luôn là lao ra trước ngăn cản đối phương sờ vào Rex của mình, chứ không phải là bait đối phương ở một cái vị trí hợp lý. Và pha đó thì Universe anh ta rất tỉnh táo khi mà bật lửa và bay thẳng vào vị trí của thanh niên GS. Bị cancel blink là một giải thích hợp lý nhất trong pha vừa rồi. Chứ tôi không nghĩ có một Earthshaker nào bị dở hơi. Nó lại thấy con Bad Rider bay vào mà lại ấn Echo Slam đâu. Thế nên là chúng ta sẽ rất dễ hiểu, rất dễ thông cảm cho thanh niên người Lebanon. Support 9k người Lebanon. The seeds of fortune. Maturman hiện tại thì anh ta đang có cho mình được 1.300 tiền sau khi có thêm cái Yasha và hai cái món đồ như tôi đã nói từ trước. Anh ta vẫn khá nghèo. Xin cho cùng, con Phelous Void nó không phải là một cái hero mà khi mà team bạn đang bị ép, các bạn có thể tăng cái tốc độ farm của nó lên được. Khá là khó. Thế nên là cái việc Maturman anh ta tích được từng này tiền tôi nghĩ là cũng hợp lý thôi. 1.300, xin lỗi các bạn, 1.500 tiền rồi. Nó hợp lý thôi, Miracle bây giờ bắn khá đau. Cái điều quan trọng là các support của bên phía team Liquid phải làm cách nào đó để cho Miracle anh ta có thể được free hit. Một phần cũng là cách chọn vị trí, nhưng một phần cũng là do sự cover cũng như là những cái pha setup tới từ Phelous Void, tới từ Earthshaker và Shao Shaman. Eger hiện tại thì họ đang cố gắng để có thể lừa đối phương phạm sai lầm. Chắc chắn đây là cách chơi hợp lý. Bởi vì bây giờ lao lên nhà chúng nó thì hơi khó. Chúng nó thì có lồng voi này, có Global Silence này, bắt buộc phải lừa chúng nó ra khỏi nhà và chúng nó thực hiện một cái pha combat sai lầm. Nhìn thấy Winter ở đây rồi, cố gắng dồn đam vào, có lẽ không cần đến bất kỳ một kỹ năng tối thượng nào cả. Tên của Mirana là Kim Xuyên Khe và Miracle anh ta lùi lại thôi sau khi đã có được cho mình hai Neuron Thần Kinh tiếp theo. Bắn rất đau, 24 intel dành cho Mr. Huyền Diệu. Dưới boss thì Zai, thậm chí một support số 4 cũng đang bắt đầu đi đẩy creep rất là cao. Hiện tại thì Zai đang sở hữu cho mình được 1.000-2.400 tiền. Và item anh ta hướng đến là BKB, đã lên một cái Heaven Harbor để khóa tay Silencer trong những cái tình huống quan trọng. Thật ra thì cái lineup này của bên phía team Liquid ấy, cái khó chơi của họ đấy là họ phải bắt buộc phải sử dụng cái combo của mình một cách cực kỳ chính xác. Họ không được phép sử dụng fail. Đó là cái khó của họ. Nhưng về cái sức mạnh, cái tiềm lực của lineup Liquid là có thể chơi một cái game đấu song phẳng với Evil Genius. Mặc dù đang bị dẫn 10k network nhưng Evil Genius họ không có cách để khiến cho Liquid chịu thua. Rất là khó khi mà vào nhà đối phương mặc dù đã ăn được một Rex rồi nhưng bây giờ bắt đầu có những cái dấu hiệu là Liquid họ có thể gây sát thương, cái lượng sát thương rất lớn sau khi Phelous Void úp được cái lồng thành công. Miracle có những cái item như kiểu Hurricane Pie, rồi là một cái Hyper Stone tăng cái lượng attack speed lên đáng kể. Ăn con Fast Smoke tới từ team Liquid và họ đang đứng ở khu vực Roshan. Vậy những ngăn không cho đối phương lấy được khiên Aegis.
EG bây giờ nếu như mà có được khiên Aegis thì họ sẽ rất là tự tin tiếp tục chơi cái bài đấy là để gấu đẩy gấu con lên và đứng ngoài bắn các thành viên còn lại cover backup. Cái chiêu trò mà sẽ khiến cho cái bộ combo của bên phía team Liquid rất khó để có thực hiện vào nhiều người đối phương. Và đây là cái điều Liquid họ không muốn. Rồi lao ra úp lồng được ATG, mở Global Silence lên, sát thương không được dồn vào người của con gấu đủ rồi. Dài anh ta sẽ đứng lại trong một pha Silence tới từ Mind Control bắn rất đau. Nhưng ở bên trong thì sao, gấu bố bắn đau không kém. Miracle đang bị làm chậm, Miracle bắt buộc phải lùi ra, Sumail có cho mình double kill. Mind Control vẫn đang cố bắn nhưng hãy nhìn tốc độ xuất chiêu của ATG. Mind Control anh ta đang bị đuổi theo, anh ta tự trói mình lại và anh ta chết luôn. Triple kill dành cho Sumail. Đây là cái điều tôi muốn nói, khi bên phía team Liquid họ sử dụng combo của mình không hợp lý thì họ sẽ vỡ đội hình ngay lập tức. Thực sự là quá khó để cho các thành viên bên phía team Liquid có thể làm một điều gì đó trong tình huống vừa rồi khi Silencer bị áp sát quá nhanh. À, có lẽ bây giờ sẽ làm một lên nữa dành bên phía team Evil Genius thôi. Tôi không nghĩ là Silencer có thể làm gì được. Phá Lin Ken của Silencer, sau đó lasso anh ta ra. Miracle sẽ chết mà không thể làm bất kỳ điều gì. Không hề có buyback trên người của solo mid bên phía team Liquid. Zone Dam của Sumail không có tác dụng khi anh ta đã có cho mình câu Embrace. Và Sumail vẫn đứng lại để bắn luôn Leap ra, sử dụng cả Winter Curse nhưng không gây được một chút sát thương nào của chị hết. Và Mind Control anh ta đang di chuyển lùi về, bật BKB tới từ ATG, lao thẳng vào để bắn. ATG bắn đau qua với Ice KD của mình. Kuroki đang cố gắng vùng vẫy nhưng không thể chạy nổi nữa rồi. Dài lao thẳng vào tận trong, mặc dù anh ta chỉ là support. Mirana đã bài bách ra, Shadow Shaman cũng làm điều này. Evil Genius họ sẽ có cho mình lên thứ hai chẳng không, họ đang có dấu hiệu muốn rút về. Wow, như vậy là họ rút về thật. Họ nhận thấy nguy hiểm khi đối phương có thể sẽ thực hiện được một điều gì đó với con Nature Prophet. Và đúng như vậy, Mind Control có mạng của dài, ăn Roshan sẽ là quyết định hợp lý hơn. Khả năng chọn vị trí cũng như là chọn mục tiêu của ATG quá tốt. Con gấu mà thực sự là bây giờ thì không thể cản nữa rồi. Kadia 8013 chưa chết bất kỳ mạng nào, sắp sửa hoàn thành Butterfly, cầm cho mình thêm Phô Mai con Roshan cười. Quá mạnh để ngăn cản. Trừ trường hợp là đồng đội của ATG chết hết thì may ra mới có thể giết được anh thôi, chứ còn không khó. Sumail cũng đã có Butterfly. Đánh Silencer cứ găm Butterfly nhiều này là nó cảm thấy rất là thốn. Thật ra trận này thì tôi nghĩ là con Silencer này lên cái gì? Lên Blink Dagger. Follow và con Void cho nó hợp lý. Cứ thấy Void úp lồng một nẻo xong ông Silencer không bao giờ ở gần lồng Void để bắn được thì thôi. Biết làm thế nào đây? Ông Phu này thì cũng TP ra chậm mà TP ra nhiều lúc còn bị support chúng nó bớ. Buồn lắm. Có BKB, Siva sẽ lên Bloodthorn. Sumail anh ta không lấy, mặc dù chơi đam tay nhưng anh ta lại không lấy Talon cộng 100 leap attack speed mà anh ta quyết định lấy cho mình mũi tên nhân 3. Cố gắng ăn gấu con, ok ăn gấu con đi. Làm gì úp lồng ATG đấy, cứ úp lồng này xong Silencer không bắn được lại còn dính tiễn của Mirana. Đùa.
Bật BKB tới ATG, Fogstar vào bắn chết hết. Không ai sống ở đâu, tôi hứa luôn. ATG có bị mạng Kuroki, Mind Control chạy đi anh ơi. Đứng lại làm cái gì đây? Tên liên tục căng vào bàn tọa của Mind Control. Hết BKB trên cửa Sumail rồi. Sumail có khiến Aegis, GS làm gì ở ngoài vậy? GS nằm xuống double kill dành cho ATG. Đợi Sumail hồi sinh dậy thì Winter Wyvern cũng đã di chuyển vào. Winter Curse vào đầu của Matuaman. Huynh đệ tương tàn và mạng thuộc về Crit. Mind Control cũng sẽ chết và cả Miracle không thể sống nổi. Evil Genius có chiến thắng sau 47 phút, 48 phút thi đấu với một con gấu thi đấu cực kỳ tuyệt vời trong tay của ATG cùng với những người đồng đội đánh không hề kém cạnh. Và Liquid họ đã phải ngậm ngùi chịu thất bại sau khi dính một pha team wipe và họ sẽ có được một trận hòa. Mà có lẽ là buổi tường thuật phát sóng trực tiếp The International 2017 của 23 Creative sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và cảm ơn tất cả các viewer của 23 Creative đã đồng hành cùng bọn tôi trong suốt một cái đêm dài và đến tận giữa gần trưa rồi.